Trước khi đến với các thông tin chúng tôi vừa điểm qua sẽ là những tin tức đáng chú ý có trên các báo. Báo Thanh Niên sáng nay có bài đăng với tựa đề Bộ Công an đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan lên thêm 2 tuổi. Theo đó, hạ sĩ quan từ 45 lên 47 tuổi, cấp úy nâng từ 53 lên 55 tuổi, cấp thiếu tá, trung tá nâng từ 55 lên 57 tuổi, giới nam 53 lên 55, giới nữ. Cấp tướng nâng lên 62 tuổi, giới nam và 60 tuổi, giới nữ. Bộ cũng đề xuất lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mới trong lực lượng công an là mỗi 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Sau những sự cố xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trong cả nước thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là nội dung bài viết có trên báo Tuổi Trẻ. Qua đây đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe, phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại vi phạm nếu có. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15 tháng 4 năm nay. Nhiều tờ báo đưa tin về việc tăng giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 3 tháng 2. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826 đồng 1 kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444 đồng 1 kWh. Như vậy, so với mức khung cũ, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng 1 kWh. Việc điều chỉnh khung này chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân là do áp lực của lạm phát, gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh trên toàn cầu, dẫn đến việc tăng giá năng lượng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có thể nói, giá điện tăng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của người lao động. Người làm công ăn lương là đối tượng chính nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng phải chịu tổn thất nặng nề qua các năm dịch bệnh, giá cả tăng đột biến, đời sống khó khăn. Thế nhưng số thuế thu từ thuế thu nhập cá nhân lại tăng mạnh. Các bất cập trong chính sách thuế, biểu thuế, mức giảm trừ gia cảnh khiến nhiều người lao động bức xúc. Đây là nội dung có trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân. Người dân doanh nghiệp rất cần thay đổi toàn diện bởi luật có quá nhiều bất cập. Sau đây là những tin tức được chị Huỳnh Như cập nhật. Qua trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ đi xe sang cả trăm triệu nhưng trộm cắp áo khoác dài trăm ngàn đồng ở tiệm quần áo tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cư dân mạng bức xúc. Chị BTNB, 46 tuổi, chủ cửa tiệm bán quần áo cho biết, vào trưa ngày 5 tháng 2, chị đứng nấu nước dưới bếp, ít phút sau lên nhà thì phát hiện vứt đồ tại khu vực trưng bày phía trước tiệm. Kiểm tra camera an ninh, chị B phát hiện có một người phụ nữ mặc đồ, trùm kín đầu, đeo khẩu trang, chạy xe máy hiệu Honda SH đến. Thời điểm này, người phụ nữ đứng trước cửa tiệm lựa đồ. Quan sát thấy không có chủ tiệm, nên nhanh tay tháo chiếc áo khoác trưng bày, mặc vào người rồi quay ra xe máy phóng đi mất. Chị B cho biết, chiếc áo khoác bị lấy mất có giá trị vài trăm ngàn mới được chị lấy thêm về bán, nhưng trưng bày chưa được bao lâu thì bị trộm. Chị không thể hiểu người phụ nữ đi xe máy trăm triệu, bề ngoài trông sang trọng lại có thể ra tay trộm cắp. Còn hai đối tượng sau đây đồng vợ đồng chồng nhưng không qua mắt được lực lượng công an. Dương Minh Trào, 30 tuổi và Nguyễn Thị Kiều Loan, 27 tuổi vừa bị bắt giữ vì là thủ phạm trộm xe mô tô ba bánh. Trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 60, đoạn qua xã Tam Phước, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trào thừa nhận xe mô tô ba bánh này là do y cùng vợ mình lấy trộm. Trước đó, hai đối tượng thực hiện trót lọt 4 phi vụ. Một màn kịch hoàn hảo được nhóm này vẽ nên với chiêu trò nhận quà miễn phí. Vì nhẹ dạ cả tin, nhiều nạn nhân sập bẫy. Thế nhưng có mưu mô đến mấy cũng không thoát khỏi lưới trời.
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, trong 2 ngày 9 và 10 tháng 1 năm 2023, nhóm thuê xe đến xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ phát giấy mời và tổ chức chương trình tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí. Ai đến đúng giờ được tặng 4 lít dầu ăn và 50.000 đồng. Ban đầu các đối tượng giới thiệu và bán những mặt hàng có giá trị thấp như dầu ăn, bột canh, nước mắm, nước giặt. Để tạo lòng tin, sau khi người dân đưa tiền, các đối tượng giao sản phẩm nhưng trả lại tiền với lý do đây là hàng tặng. Khi người dân tiếp tục đăng ký mua các sản phẩm có giá trị cao hơn như nồi áp suất, bếp hồng ngoại, chảo điện đa năng. Lần này các đối tượng nhận tiền, hẹn thời gian giao sản phẩm và tìm cách bỏ trốn để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Biết bị lừa, 23 người dân làm đơn tố giác gửi tới cơ quan công an với số tiền bị chiếm đoạt là gần 135 triệu đồng. Chiều qua, thủ đô Hà Nội lại xảy ra cháy. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn phòng rộng khoảng 8m2, nằm trên tầng 3 cơ sở massage, ngõ 1, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Nhiều người hoảng loạn chạy lên tầng thượng ra tín hiệu cầu cứu. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời di chuyển lên mái nhà nên nhanh chóng tiếp cận và giải cứu thành công 6 người xuống đất an toàn. Vụ cháy được khống chế và không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Người đồng hành với tôi trong phần sau chương trình là chị Tiết Anh với những tin tức vừa cập nhật. Xin mời chị. Thưa quý khán giả, những ngày này thì khắp nơi trên cả nước đang tưng bừng ngày hội tổng quân trong mùa xuân mới. Điều đặc biệt trong đợt giao quân năm nay ở tỉnh Hòa Bình có hai anh em ruột song sinh cùng viết đơn tình nguyện xin tham gia nhập ngũ. Đó là Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn, sinh năm 2004 ở xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi. Hai cho biết đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng từng ao ước. Một thanh niên hiện định đi học nghề y, một người đang học nghề điện lạnh nhưng tạm gác lại để cùng nhau viết đơn xin nhập ngũ. Trước đó, người anh cả là Bùi Văn Hùng, sinh năm 1999, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được xuất ngũ tháng 7 năm 2020. Hiện nay đang làm công nhân. Khi hai em đến tuổi nhập ngũ, biết gia đình mình sẽ có một em được tạm hoãn thực hiện theo nghĩa vụ quân được tạm biết gia đình mình sẽ có một em được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật nghĩa vụ quân sự, nhưng người anh này động viên hai em cùng nhập ngũ với lý do rất đơn giản, từ chính bản thân qua thời gian trong quân ngũ trưởng thành lên rất nhiều. Tham gia nghĩa vụ quân sự, dù nam hay nữ, đều phải có trách nhiệm cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước. Tại tỉnh Hậu Giang, trong số những thanh niên phấn khởi vì sắp khoác lên người màu áo xanh, có hai người nữ tuổi vừa đôi mươi cùng chung khát vọng cống hiến sức mình cho đất nước. Ngày biết tin trúng tuyển nghĩa vụ, hai em vui mừng bởi đây là ước mơ, là niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống gia đình. Còn ít ngày nữa, Yến Ngọc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là ước mơ của cô gái tuổi 23. Từng đăng ký thi tuyển vào trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhưng không đậu. Ngọc đành tạm gác lại ước mơ, theo học trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và có công việc ổn định tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng một năm nay. Khi biết tuyển quân năm nay ở tỉnh có chỉ tiêu nữ, Yến Ngọc chia sẻ mong muốn của bản thân và cha mẹ ủng hộ. Từ ngày nhận được cái giấy báo thì em luôn nôn nao, muốn qua ngày hôm sau mình cứ đi liền đi, nhanh để mình được cái thỏa mãn cái đam mê của mình. Về chuẩn bị đồ đạc này kia thì em cũng chuẩn bị từ rất là sớm luôn. Hy vọng của bản thân em thì em hy vọng bản thân mình chững chạc hơn, lớn hơn và thành công trong cái con đường mà em đã chọn. Háo hức, phấn khởi cũng là tâm trạng của Lê Thị Huỳnh Như. Mấy ngày nay, em dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhất là ông nội. Người cựu chiến binh, từng vào ra sinh tử,
kể cho em nghe bao chiến tích lẫy lừng của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong lòng em càng thôi thúc một quyết tâm được lên đường nhập ngũ. Nối bước ông nội, chị gái em là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. Ông nội với cha với chị cứ yên tâm ở con. Con sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuổi xuân thêm tươi đẹp khi được sống hết mình với ước mơ hoài bão. Khi tổ quốc gọi tên, các em chẳng nề hà gian khó. Tiếp bước cha anh, những bóng hồng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của người trẻ. Dõi theo các em là niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình để ngày trở về thêm trưởng thành và giàu khí chất. Nội dung vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.